Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay mình sẽ làm một cái video để review một cái món đồ mình mới mua ở trên Shopee các bạn ạ. Trên Shopee họ đóng bọc rất cẩn thận. Đây là một cái cục gọi nó tác dụng nó của nó như là âm ly các bạn. Mình sẽ review các bạn, nếu ai có mua thì sẽ có thông tin để tham khảo nhé. Mình mổ luôn cái này. Cái này của nó là 260.000 và cả ship 40 là 300 tròn. Chính xác là 298.000. Chính xác. 298.800 đồng, 299.000 đồng. Nó đóng bọc chặt quá. Tôi cũng khó. Ồ, cái này nó lại không phải. Phải nhỉ? Đúng rồi mà. Đây là gửi từ Minh Khai, Hà Nội, Bắc Từ Liêm. Là nó đến nhanh thế. Okay. Cái này nó mình xem trên mạng nó rất là nhỏ nhưng mà về đây chắc còn thấy nó nhỏ hơn. Hóa đơn có cả mã hỗ trợ kỹ thuật quét vạch cả trên dưới. Hóa đơn bán hàng 260.000. Hóa đơn này chỉ có 260.000 thôi nhưng bên ngoài phải giá 300 bởi vì là cả ship mà. Review các bạn nhé. Đây, nó đây. Đấy, cái này khá giống trên mạng chụp đấy các bạn, rất giống trên ảnh chụp luôn. Rất giống trên ảnh chụp. Đấy, mình mua cái này để mình chạy cho cái loa này các bạn ạ. Cái loa này. Con này, đấy bạn thấy cái loa này không? Đấy, đấy cái loa này. Cái loa này nó từ thời ngày xưa rồi nhưng mà nghe vẫn rất hay. Cái cục này theo như quảng cáo thì nó là 100W một kênh, tức là hai kênh 200W, nó rất bé nhưng mà hai kênh 200W thì đấy là quảng cáo. Nhưng mà mình đang lo là nó nhỏ như thế này, nó chỉ có hơn 10 phân thì liệu nó có thể giải quyết được vấn đề hay không, mình đang rất là lo các bạn ạ. Thế nhưng thôi, nhưng mà kiểu gì mình vẫn sẽ thử. Đấy các bạn nhìn này, rất nhỏ gọn, rất xinh xắn. Chúng ta có thể tháo 4 con ốc ra để xem nội tạng nhưng mà Lộc sẽ không tháo để tránh bảo hành nhé. Bây giờ mình sẽ đấu điện để cho cái này nó chạy. Thì cái này nó chạy điện 12V 10A nhưng mà đây mình chỉ có 12V 5A thôi các bạn. 12V 5A, cái cục này là mình mua từ riêng rồi, mua từ lâu rồi để mình chạy những cái đàn đấy mà. Đấy, vừa luôn các bạn. Để trước nữa mình sẽ chạy cái loa này. Đấy, thì mình sẽ review các bạn xem là cái công suất của nó là như thế nào. Theo quảng cáo thì nó là 100, đây có ghi số nhỉ, 100 một kênh. Ở đây nó lại ghi là nguồn từ 9V đến 24V 5A các bạn ạ. Nguồn từ 9V đến 24V 5A nhưng mà nó ghi là chữ min, có nghĩa là nguồn bé nhất là như vậy, min. Thiết kế bởi linh kiện vietlam.vn, sản xuất tại Việt Nam. Trông cũng khá là đẹp. Nhưng mà nó lại không ghi ở đây maximum các bạn nhìn này, maximum đấy power 2 x 120W, 120W nhé, 2 x 120W các bạn nhé, tức là 240W cho cả hai kênh đấy. Nó rất là khỏe nhưng mà nó chỉ bé như này thôi thì mình không biết là nó có chịu được cái loa này hay không, bởi vì cái loa này thực ra mình review các bạn là cái loa này là mình có từ ngày xưa rồi, là có người tặng cho mình thôi. Thì cái loa này nó là thực chế là nó chạy cái có gì, nó chạy cái mình nhớ là cái con này là nó chạy cái con TDA các bạn, TDA 2030 ấy, 2030 mà chạy cho loa máy vi tính các bạn ạ. Cái loa này trông nó to này thôi nhưng mà nó lại chạy cái nguồn rất là như vậy, nó chạy cái công suất rất là nhỏ như vậy. Nhưng mà ngày xưa nó chạy là 4 con TDA các bạn ạ. Nó chạy 4 con TDA thì 4 con TDA thì nó gọi là hơn con máy, nó hơn cái loa máy tính một con, tức là cái loa máy tính là 3 con TDA, còn cái loa này thì chỉ có cái loa này lại có 4 con TDA. Nhưng mà cái mạch đó trước nó bị hỏng nhưng mà mình không sửa được, hay là mình bực mình là bây giờ mình mới đi mua cái này thì về đây là mình ấy luôn.
Rồi. Đây các bạn, cái cục nguồn của nó vẫn còn đây rồi. Đấy, các bạn thấy không? Cục của nó vẫn còn đây. Để cho các bạn nó bị như thế này. Cái cục nguồn này là chạy cho 4 con T 12V đấy các bạn. 12V. Đây. Đây là cái dây của nó nhá. Cái con này nó chạy bao nhiêu watt nhỉ? Mình trước nó có cái số. Không nhớ. Trước nó có cái số ở đây là mình không nhớ là nó chạy bao nhiêu watt. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, cái bát này chỉ là bát 20 thôi. Đấy. Nó ở nắp bên ngoài to nhưng cái bát này là bát 20 thôi. Bát này bát 20 đấy các bạn. Đấy. Gọi là nó to gần gấp đôi cái gần gấp rưỡi rồi, gấp rưỡi cái bát máy tính. Cái bát của cái loa máy tính thì nó cũng phải rơi vào tầm cái con TDA đấy, nó báo cái watt ở đây các bạn này. Đấy, watt ở đây, mình cứ đi tìm ở trong này không có. Đây, watt của nó đây các bạn ạ. Ở đây nó ghi là, đây cho các bạn xem. Đấy, con này nó ghi là 8 ohm, 200W. 8 ohm 200W, tức là cái này là cũng 200W. Đấy. 200W cho hai kênh, cái này cũng 8 ohm 200W cho hai kênh. Tức là hai cái này là bằng nhau, tức là cái này sinh ra để dành cho cái này rồi. Đấy, nó rất là cân xứng với nhau các bạn ạ. Rất là cân xứng với nhau. Rồi các bạn, mình đã đấu xong các bạn ạ. Đây là cái cục này là cục actual, là cục vang nhại thôi. Là cái cục thu âm mà để mình muốn hát karaoke trong kỳ này. Nhưng mà cái loa này có vẻ là hơi nát, không hát được. Nhưng mà quan trọng là mình review các bạn là cái cục này mình đã cho chạy 20 phút rồi, nhưng mà cái cục nguồn này hơi ấm. Đấy, tức là cái cục nguồn này đang chạy gọi là khoảng tầm 80% tải của nó rồi. Cái cục nguồn này, riêng là cái cục nguồn này nó đã chạy tầm 80% tải rồi. Còn cái cục này thì nó không ấm lắm đâu các bạn. Nó không ấm lắm đâu, nó không nóng nóng lắm đâu. Nó chỉ hơi có nhiệt thôi. Hơi có nhiệt tức là nó rất thoải mái để tải hai cái loa này các bạn. Đấy, mình đã chạy full công suất 20 phút rồi mà nó chỉ hơi ấm thôi thì cứ nghĩa là nó sẽ chạy được rất là lâu. Đấy, thì mình nghĩ là cái cục này là quá là tuyệt vời để chạy cho hai con loa này rồi. Đấy, thì cái này là mình mua trên Shopee linh kiện nhá. Các bạn có thể nên tham khảo và mua cái bây giờ mình rất là hài lòng về cái thiết bị này. Đấy, nó rất là nhỏ gọn, nó rất không cần phải các âm ly ạ. Mua cái âm ly 2 triệu cái này nó chỉ có 300 thôi. Đấy, rất nhỏ gọn. Đấy, mình đã lắp xong cái này và hoàn thiện thế này rồi thì đấy, chia sẻ với các bạn để các bạn có thể mua nhé, tham khảo và các bạn có thể sử dụng. Tết này nó có đồ nghe nhạc rồi và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn có video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn rất nhiều nha.